Thưa quý vị và các bạn, trước những thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản mà nhiều địa phương đang gặp phải, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tổ chức quyên góp ủng hộ hướng về đồng bào và các em học sinh trong vùng lũ. Chỉ sau một ngày kêu gọi, trường Chùa Cơ sở Hùng Vương, thành phố Phúc Yên đã nhận được sự ủng hộ quyên góp không chỉ từ cán bộ giáo viên nhà trường mà ngay cả phụ huynh và học sinh trong toàn trường với số tiền ủng hộ 140 triệu đồng. Với tinh thần tương thân tương ái thì ngay lập tức trường Trung học Cơ sở Hùng Vương đã tổ chức một hoạt động mang tên là gắn kết chia sẻ yêu thương với mục đích là quyên góp ủng hộ quỹ và những cái nhu cầu thiết yếu để phục ủng hộ đồng bào bão lụt. Và qua cái chương trình này thì nhà trường cũng mong muốn là để tuyên truyền giáo dục và chia sẻ cũng như là giáo dục những cái phẩm chất cốt lõi của học sinh, đó là tinh thần, đó là những cái phẩm chất yêu nước, nhân ái, đoàn kết, sống có trách nhiệm với cộng đồng và sống biết nghĩ cho người khác. Em cảm thấy đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa và thiết thực, giúp cho trước hết là có thể chung tay và khắc phục hậu quả sau bão lũ, và tiếp theo là có thể rèn luyện cho các bạn học sinh tinh thần tương thân tương ái, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người xung quanh. Cùng nhau quyên góp những quyển vở vẫn còn thơm mùi giấy mới, những chiếc bút viết, tất cả những vật dụng này đã được cô và trò trường Trung học Cơ sở Hùng Vương sắp xếp cẩn thận để gửi đến các bạn học sinh vùng lũ. Trong rất nhiều những hiện vật được gửi đi còn có cả những thông điệp với nhiều tình cảm chân thành được các bạn học sinh nơi đây gửi tới các bạn học sinh vùng lũ. Muốn nói với các bạn rằng dù hiện tại các bạn đang rất khó khăn nhưng đồng bào, tổ quốc vẫn sẽ luôn hướng về các bạn, đồng hành cùng các bạn và các bạn sẽ không bao giờ phải cô đơn để chiến đấu một mình. Vậy nên hãy cố gắng, hãy tự tin và mạnh mẽ vượt qua và bước tiếp trên con đường của mình để hướng về một tương lai tươi sáng. Và hãy cố lên các bạn nhé, bởi vì các bạn sẽ không cô đơn, sau cơn mưa trời rạng sáng.